Thưa quý vị, Hà Nội của chúng ta đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, mùa thu. Không chỉ là một mùa gây nhung nhớ, vấn vương đi vào lời thơ bài hát, mà đây còn là thời điểm mà Hà Nội thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và khắp mọi miền Tổ quốc đến để tận hưởng một Hà Nội rất đặc trưng và rất riêng biệt. Và hãy cùng với chúng tôi ngắm nhìn Hà Nội bình yên qua từng con phố và vỉa hè. Và biết đâu đây cũng sẽ là một gợi ý cho quý vị trong những ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ tay lên trời đi chị Thuy. Con đường Phan Đình Phùng những ngày này không chỉ mang một màu xanh bao trùm, cũng không yên lặng như nó vốn có. Mọi vỉa hè đều được tô điểm bởi vô vàn màu sắc, âm thanh. Nào màu của những gánh hàng hoa xếp vội, màu của những tà áo dài duyên dáng, rồi tiếng cười, tiếng thốt lên thích thú của những vị khách ghé thăm Hà Nội. Đây lần đầu tiên là tôi dạo phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Vì là cái này cũng là nghe rất là lâu rồi và cũng mơ ước là một lần được đến thủ đô, được đến phố Phan Đình Phùng để chụp những bức ảnh đẹp để lưu lại kỷ niệm cho riêng mình. Qua đây nhiều lần rồi nhưng mà vì công việc, vì rất là nhiều thứ nên là bận bịu nên là hôm nay mới có dịp được trải nghiệm cái buổi chụp ảnh tại phố Phan Đình Phùng này. Nhắc đến mùa thu, không thể không nhắc đến cốm sữa vỉa hè. Với chị Lộc truyền thống ba đời nhà làm cốm, mùa thu là mùa chị bận rộn nhất trong năm. Thay vì chọn bán tại nhà hay bán online, chị ngày nào cũng đạp xe đưa gánh cốm của mình lên phố Phan Đình Phùng bán cho khách du lịch. Khách thích thú vì gánh cốm rất đẹp, rất Việt Nam, còn cô bán cốm thì niềm nở, tận tình như muốn đưa hồn Việt vào từng gói cốm nhỏ. Trong nhà thì bắt đầu dậy từ 4 giờ sáng rồi, còn mình đi xe đạp lên trên này thì rơi vào khoảng tầm 7 rưỡi là đã phải chuẩn bị hàng hóa và chỗ ngồi để phục vụ khách du lịch. Khách người ta sẽ ăn và người ta cảm nhận trực tiếp. Họ sẽ không phải mất công là lên online để họ xem rằng là bây giờ thương hiệu của nhà nào, của hãng nào ngon. Đến Hà Nội mùa này, ghé con phố Phan Đình Phùng thương nhớ, không thể không dạo bước ngắm nhìn Hồ Gươm, Tháp Rùa. Vẫn luôn là một địa điểm buộc phải check in khi đến Hà Nội, nhưng sang thu, nó cũng khoác lên mình một nét hoài niệm để yêu, để vương vấn. Không đi du lịch đâu để mình tận hưởng cái không khí mùa thu này. Theo mình thấy thì mùa thu Hà Nội chắc chắn là sẽ phải nhắc đến Phan Đình Phùng. Mùa này thì mình sẽ đưa các bạn đến những cái hội sách hoặc những cái hội hoa để các bạn có thể trải nghiệm được cái văn hóa và nét đặc trưng của người con người Hà Nội. Nếu Hàn Quốc, Nhật Bản có tour du lịch mùa thu lá đỏ thì Việt Nam cũng sẽ không thể không có tour Hà Nội mùa thu. Các đại lý du lịch cho biết hiện nay họ đã xây dựng thêm nhiều hành trình khám phá mùa thu Hà Nội và lượng du khách cũng tăng đột biến. Chúng ta cũng có một cái mùa thu rất là đẹp, nó đặc biệt là kéo dài tầm 2 tháng ạ. Thì đây mà chúng ta khi mà kéo du khách đến thì chúng ta có rất nhiều cái để mà giới thiệu cho du khách về những cái nét văn hóa của người Hà Nội. Ví dụ chúng ta có đặc sản này, chúng ta có những cái nét văn hóa này, hay chúng ta rất là nhiều thắng cảnh và mùa thu rất là đẹp. Cơn bão đi qua, mùa thu đến, Hà Nội trở về với vẻ yên bình vốn có. Thu chạm cửa, chạm từng ngóc ngách Hà Nội và mọi vỉa hè, mọi hoạt động, đường phố đều khiến người Hà Nội và cả du khách đến đây muốn ra đường nhiều hơn, muốn hòa vào thu sâu hơn để tận hưởng, để khắc ghi những ngày tháng đẹp nhất trong năm.